Xin kính chào cô chú anh chị, ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Cô chú anh chị, hôm nay chúng ta đến tham quan mua sắm ở chợ Cái Xoài. Chợ Cái Xoài thuộc xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang mình nha cô chú anh chị. Chợ thì cũng nằm dọc theo cái bờ sông nho nhỏ như này. Còn cái hướng kia thì chút xíu nó nằm dọc theo cái bờ sông Ông Trưởng. Dạ, khu vực nào cũng vậy. Đầu chợ thì thường thường thì cũng bán đồ ăn sáng hoặc là cà phê sáng. Còn đây là phía trước đường nha. Hướng này nè, hướng này thì mình sẽ đi về liên xã, mình sẽ đi về xã Nhân Mỹ nè cô chú anh chị. Thôi thôi thì mình mời cả nhà đi vào vào trong chợ nha. Chợ đang lần phải không? Dạ đúng rồi, chính xác. Bởi vì đi ngang qua lại hoài đâu có thấy đâu. Ủa mà sao đồ nam không vậy, đồ nữ đâu, mất tiêu hết rồi. Nữ là con áo lẻ nữ nhóc luôn nè. Vậy hả? Quay cho cái bà con nữ coi. Mặc được luôn. Quay cho cái này, nếu mà nữ mặc là thể thao. Đây đây, áo lẻ này có nữ đẹp lắm. Đó phải giới thiệu bà con tao mới biết chứ. Cái gì mà thấy toàn đồ nam không? Cái này giao cho mấy cô đi tập thể thao nhiều lắm. Ờ đó, thể thao đó, nhịp điệu rồi đó. Dạ, rồi đi đi vòng vòng công viên rồi tập thể dục rồi đó. Đúng rồi, con bác ông già là giao mạnh lắm. Ờ. Trời ơi, gần Tết là bạn cái hàng này bán được lắm nè. Đúng rồi ha. Rồi cứ rồi, chợ này chợ kia vậy đó ha. Dạ con bán dao, con bán chợ lớn mà con bán cạnh Hồng Ngự, Tân Hồng trên chỗ đó. Vậy hả? Trời cũng tính đi qua bển quay đó, tính đi qua Tân Hồng. Rồi giờ bữa đi gặp nữa nè. Vậy bữa rồi giờ bữa nó qua. Dạ bữa đi gặp nữa. Ừ. Thôi thôi bán đi, đi vô chợ xíu nha. Dạ dạ. Trời đồ đẹp quá, con bé này bán đồ đẹp lắm cả nhà. Dạ. Em gái bán đồ đẹp. Thôi giờ mình đi vô chợ nha cả nhà ơi. Chợ thì có một cái dòng giống như là chữ U vậy đó, giống như chữ L chứ. Ở đây mình thẳng ra cái là mình quẹo phải qua là tới một tới chợ nữa. Ở đây là cầu Cái Xoài này cả nhà. Đây, đây là cầu Cái Xoài, cầu Cái Xoài. Cầu Cái Xoài thì đúng hơn, nhưng bà con mình thường thường hay gọi là Cả Xoài, nhưng không phải, đúng chính xác là cầu Cái Xoài. Nhưng mà phía trước màn hình mình đi thẳng nữa thì là sẽ có sự sạt lở, cho nên là đường xe bốn bánh không đi vào được, chỉ có xe hai bánh đi vào hướng này thôi. Hướng này mình đi về chợ mới nha cô chú anh chị. Thôi thì bây giờ mình đi hướng này mình đi vào chợ nè, cái hướng kia mình đi vô chợ cũng được nữa, nhưng mà hướng kia thì là chợ rau cũ. Còn chợ này, hướng này thì là mình sẽ liên thông, mình đi qua chợ cá rồi được nha. Hôm nay thì 14, thì không biết là chợ bà con mình có bán cá mắm gì nhiều không, chứ thường thì ở khu vực Hòa Hảo mình thì những ngày ngày tương như thế này thì bà con nghĩ không có bán cá mắm gì hết trơn cả nhà, chỉ có già lác đác vài gian hàng thôi. Nhưng mà thôi không sao hết, bởi vì hôm nay là ngày chủ nhật, tuy bà con mình bán buôn bán vắng ít nhưng mà cũng vẫn phải đi mua thức ăn. Ai ăn tương thì ăn, còn ai ăn mặn thì ăn ha. Hôm nay ngày 14 cho nên là bông hoa để mua bán cho bà con mình, mua cúng rậm nè, đẹp phải không? Thấy bông hoa tươi tắn vậy cái thấy gần Tết rồi cả nhà ha. Không bao lâu nữa thì cũng đến Tết rồi, mau quá trời luôn. Này bông dạng thọ nè, thơm quá trời luôn, bông dạng thọ bông cúc, hai màu, màu cam và màu vàng. Còn phía trước màn hình mình nè thì là mình đi thẳng luôn, mình sẽ đến được chùa Tây An Cổ Tự cũng như cái cầu Dân Lập. Để mình đi qua cầu mình đi về Mỹ luôn ha cô chú anh chị, cũng như mình đi về Phà An Hoàng, đi sang Long Xuyên là mình đi hướng này nha. Mình đi mình sẽ hỏi tiếp nữa. Còn đây thì phía trong này thì mình đi vào nữa thì chỉ chợ rau củ thôi. Và phía trước thì cũng có bán cà phê sáng, cũng giống như những các chợ khác đó cả nhà. Như
như mình đi vào sâu trong nữa thì là bán rau củ ha. Cũng theo các bạn yêu cầu, thành ra mình trở lại đây một lần nữa, mình ghi hình chợ cái xài về cuối năm cho bà con mình xem. Như vì hôm nay mình cũng thấy là chủ nhật, chủ nhật là ngày nghỉ cho nên là bà con mình đi chợ đông đúc hơn, chuyên chọn ngày chủ nhật. Chứ mình cũng không nghĩ là mình đi ngày này là vào ngày tương nha cả nhà, mình không nghĩ nha. Cứ mình nghĩ ngày chủ nhật thì bà con sẽ được nghỉ ngơi rồi đi chợ mua sắm nhiều hơn. Đây là gian hàng chè bánh rồi nè, để cho bà con mình mua cúng rằm. Chợ cái xài này thì bán sung túc lắm nha cả nhà, bán rất là sung túc. Gần Tết là vui lắm, gần Tết là bán những cái đồ để cho bà con mình, những cái đèn lồng rồi những trang trí để mà đón Tết rất là nhiều nha, đẹp lắm. Khu vực chợ cái xài này thì bán đồ rất là nhiều luôn, nhiều hơn những chợ quê nhỏ nhỏ khác nha. Mà còn nói về bà con miền Tây mình thì khỏi phải nói rồi ha, hàng hóa thì ngon rẻ nè, mà bà con thì rất là thân thiện dễ thương ha cả nhà. Thường thì những con đường mà đi ngang qua chợ như thế này thì hơi đông đúc một chút xíu, cho nên bà con mình cũng lưu thông chậm chậm thôi để giữ an toàn nha. Trời ơi, tàu hủ này ngon lắm nè, cục này ngon lắm cả nhà. Đó, tàu hủ này ngon nè, chút xíu nữa mình cũng mua nữa. Dạ, trời ơi, ngày rằm bán đủ thứ hết, cái bê quá à. Ngày tương bán đủ thứ hết, chè của chè cái này cả nhà. Đó, chè đậu trắng, chè chơi nước, rồi xôi giò nữa. Ôi trời ơi, vui quá ha. Mấy lần trước mình lại đây quay thì không phải là ngày rằm cho nên là không có bán chè xôi này đâu. Còn hôm nay là vào nhà người 14, 15 này rằm thì bà con mình ăn tương nhiều và cũng mua về để cúng nhiều. Chè cho nước mấy màu đẹp quá trời luôn. Màu đẹp phải giới thiệu à. Dạ. Đó, bà con mình ghé mua về cuốn cả nhà ơi. Chè đậu trắng nữa nè, rồi xôi giò nè. Trời ơi, nhộn nhịp hẳn lên về cuối năm ha cả nhà. Dễ thương quá chợ cái xài của tôi. Xôi nào? Ơ quên, xôi này xôi gớt. 10.000. Xôi gớt rồi xôi giò. Ba chè thì cũng có 3 loại chè. Chè thì 3 loại chè nha, xôi thì 2 loại nha cả nhà. Ngon quá thơm lừng luôn cả nhà. Nửa ký xôi này ha. Trời hấp dẫn quá trời luôn. Đó, bởi vậy ấm áp miền Tây mới nói, nếu mà mình đi ngày thường thì nó có cái hay của ngày thường, mà mình đi vào ngày rằm thì nó cũng có cái hay ngày rằm. Hả cô ha? mình mua bịch xôi về cúng hả cô? Dạ, đi chợ rồi đó hả? À, chèn ơi, xong rồi đó. Đó, chè. Chè đậu xanh ha, chè cho nước, rồi chè đậu trắng. Đó, xôi giò, xôi gớt nữa kìa, ngon quá trời. Lấy. Thôi mình đi vô chợ cả nhà ơi. Mình đi chợ tham quan chợ, nãy giờ mình đi vòng ngoài không à. Thấy chè xôi hấp dẫn quá, đứng đây quá trời lâu luôn rồi. 3 miếng hả? Dạ. Bán cho con mấy cục với nghe. Dạ. Con mua con về con ăn nữa nè. Đó, ngoại bán nè, lần đầu mình xuống đây là cũng gặp ngoại gian hàng đầu tiên nè, ngoại bán đồ. Này bán canh chua bông điên điển nữa chè. 14.8 là 22. Đó, con canh chua bông điên điển nữa. Trời ơi, đủ hết trời. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn cô. Dạ dạ. Lát nữa con ra ha. Dạ dạ. Bây giờ con mất công mua sách lòn tòn lắm. Dạ. Thôi con đi vô chợ chút xíu. Nữa thấy chè kho quay nữa, hấp dẫn quá quay hoài. Bữa nay mình nhớ hỏi đây là chú Duyên nè. Chú Duyên. Bữa nay gầm nghỉ ha. Đó, nhường chỗ cho xôi chè. Trời, cái hàng xôi chè thu hút khách quá trời luôn à, thấy mê. Dạ. Vậy chứ bán chút xíu hết à. Nó nấu bữa nay chị mời nó có nấu. Vậy chứ thì bởi vậy mình mua về mình cúng về cái nó gọn ha. Chứ nấu gì có chút xíu mắc công không? Nó mua về cái gọn quá trời. Dạ, 20.000 là cúng được rồi, muốn là mua mấy chén rồi. Mà cái gì không đó cô? Dạ, màu thiên nhiên không ha, màu thiên nhiên không đó. Màu lá dứa cô. Dạ dạ. Màu lá cẩm. Dạ cẩm, bởi vậy thơm quá trời luôn. Dạ. Không sợ
bây giờ mình vậy đó, cái gì màu thiên nhiên thì bà con mình ưa chuộng chứ. Ở dưới quê mình ăn dạ. uống nó hợp chung nhất. Dạ. Thôi con bánh ướt nè. Dạ bánh ướt nè, bánh ướt ngọt nè. Bà bánh con ơi, bánh ướt ngọt nè. Bánh ướt đường thốt nốt, bánh ướt ngọt. À, thôi thì cũng theo lời yêu cầu của các bạn, mình trở lại chợ Cái Xài một lần nữa để ghi hình chia sẻ đến bà con mình gần xa. Thì bước vô thì như hồi nãy đầu kia thì mình thấy cũng bán ăn sáng, cà phê sáng. Còn đây thì bước vào đầu chợ thì mình cũng thấy có chè xôi rất hấp dẫn ha. Rồi kế đó là gian hàng bánh ướt ngọt này, đường thốt nốt. Đồng quê ngon lắm nè. Dạ. Mình cũng chia sẻ cho bà con xem mà gặp mấy cô cũng vui vẻ quá trời, dễ thương quá trời. Mấy người ở Bình Dương thành phố về là ghé mua nước đi về chợ. Dạ. Lạ mà, lạ ở chợ. Dạ dạ. Có mà nó màu xanh. Màu xanh. Có lẽ màu đó. Dạ đó đó, nó không phải như cái màu màu. Còn dưới cái màu nó khác là màu xanh nó đẹp. Xứ mình đây là cái xứ đường thốt nốt cho nên là thôi làm đường thốt nốt ăn nó thơm hết cô ha. Dạ, mà không đụng hàng ai hết trơn á. Thôi con cảm ơn nha, con chạy đi vô chợ chút xíu nữa. Đó, cô bán rổ rế rồi đẹp quá trời cả nhà. Đó, bà con mình ghé ủng hộ cô nha. Rổ tre này coi vậy chứ vẫn tồn tại với năm tháng, không bao giờ mà nó mất hết trơn á. Nó ấy hơn là cái rổ mũ á cô ha. Dạ. Được cái đồ mũ xài mau bể quá trời à. Dạ. Có dịp về quê hay mua này. Dạ. Xài bền lắm, con cũng vậy đó, con ở nhà mẹ mua đồ muốn xài gì xài chứ con cũng mua cái rổ này con xài. Dạ. Trời ơi đẹp quá trời, như bữa nào mình không có mua ủng hộ cô cái gì hết trơn. Đi quay cái phim không à? Quay đồ chai nữa kìa. Tới thân lá nữa nè, đó cô bán đủ thứ, bà con mình đi chợ Cái Xài ghé vô gian hàng cô để xem và lựa chọn cái mẫu mã kích cỡ để mình mua về xài nghe, ủng hộ cô. Dạ. Quá trời đồ la ghim luôn. Chợ về cuối năm bán sung túc lắm nha cả nhà. Còn hôm nay thì gian hàng đồ chai của cô chị Duyên nè. Hấp dẫn ngon lắm nha. Ngày rằm thì gian hàng của cô là số 1. Cho con miếng nước thì nhiều đi. Bán đủ thứ hết rồi, mùi thơm quá trời nha. Dạ. Con chào cô, có khỏe hả cô? Khỏe. Lễ không? Ở Ba Chúc phải không? Con bệnh con không có đi. Dạ. Trời ơi, mấy bạn mà có vô kênh con xem cũng nhắc nữa, nói chị ơi tới lễ cúng lễ Đức Bổn Sư ở Ba Chúc rồi cô, chị và chị về chị quay mà nói bệnh quá không quay được, đi xa đó con mệt con không đi. Dạ, con không có đi, bữa nay không có dặn rồi con mua thí. Ngon quá kệ, muốn về không ăn thì ai ăn mình ăn. Dạ sớm ông già tám mấy tuổi, 87 rồi đi. Ông dặn bay có đi mua cho tao mà mấy bữa không có đi ra tới thì không mua. Rồi mua cái nào ổng ưa đó thì mua. Bữa nay mới đi. Cái nào mềm mềm đó. Thì tôm kho, giò heo kho. Đó thì vậy nó mềm mềm vậy á. Trời ơi, cả lớp đồ đủ thứ hết trơn, cái nào mê quá. Củ qua dồn thịt rồi có bí hành dừa nữa nè. Ghé gian hàng của cô là mấy chục món đồ chay luôn, hấp dẫn thơm lắm cả nhà. Cả nhà mình ghé mua về khỏi phải nấu nha. Còn bên đây thì đồ mình mua về để mình chế biến nè. Cái này là bó đòn 28 nghìn. Bó đòn. Bó đòn. Dạ giá nhiều chú. Bó đòn 10 ngàn cây chị. Cái này lớn là 10 ngàn. Cái này là 10. Cái này lấy cho em hai cái này đi. Mua hai cái bó đòn cả nhà ơi, ghẻ quá trời luôn. Mà ngon ngay gian hàng của cô là ngon tuyệt vời luôn. Dạ. Thôi. Trời đất ơi. Dạ. Vậy thôi em cũng cảm ơn chị nhiều lắm nha. Trời tự nhiên cái làm xấu à. Dạ. Trời mình ghé mua. Dạ mình ghé mua mà chị tặng mình, chị không có lấy tiền nè cả nhà. Cả nhà mình ghé gian hàng đồ chai của cô Thiện Duyên ủng hộ cô nha. Cô bán hàng ngày luôn, nhưng đặc biệt thì những ngày rằm ngày tương thì là cô bán nhiều món hơn, ngon hấp dẫn cả nhà mà rất là vệ sinh sạch sẽ nha. Bà con mình nhìn thấy là mấy chục món luôn nha. Lần nào mình đi ghi chợ Cái Xài là mình cũng ghé đây mình ghi hình cái gian hàng đồ chay này trơn, thấy thèm lắm, ngon hấp dẫn luôn cả nhà. Thôi em cảm ơn nha. Trời ơi làm xong. Dạ ở nhà làm không, ở nhà làm không có cô ha. Dạ thấy mê, nay con thấy cô mập ra được miếng kệ. Dạ dạ mập khỏe cái gì nó hiếm đó nữa hả, yếu
20 hả? Rồi thôi con cảm ơn cô với lại mấy chị nhiều lắm nha. Con chúc sức khỏe cô với mấy chị. Dạ. Thôi mình cảm ơn, mình đi nữa cả nhà ơi. Đi vô trong này. Mình rất mình thì mình cũng không nghĩ là hôm nay là ngày tương nữa. Mà mình cũng biết là ngày tương thì thường thường thì cá thịt thì bà con không có bán đâu, bởi vì cái khu vực Hòa Hảo mình á thì đa số là bà con mình là Phật giáo Hòa Hảo rất là đông, cho nên là vẫn tôn chỉ là cứ ngày 14 ngày rằm là ăn chay ăn tương hết. Cho nên là đồ mặn thì người ta cũng ngại sát sinh đó cả nhà, cho nên không có bà con không có ăn đồ mặn. Cho nên là gian hàng đồ chay của cô bán nhiều món rất là ngon hấp dẫn. Rồi chợ thì có lẽ là cũng sẽ vắng hơn một chút nhưng không sao hết. Hôm nay là chủ nhật bà con cũng đi chợ nhưng mà đi sớm đi trễ thôi chứ không có phải là vắng như ngày thường nha cả nhà. Mà chợ mà không bao giờ vắng được hết trơn á. Có như hồi nãy bên khu vực chợ cá đó thì mình đứng ở ngoài mình nhìn vô thì mình thấy cá thịt gì nghỉ hết trơn à, bởi vì hôm nay là ngày 14, ngày mai là rằm rồi cho nên bà con mình ăn tương. Cho nên không có cá thịt cũng không có bán nhiều. Bán mà ế ngủ. Ngủ mà cũng kêu người ta quay nữa, dễ thương vậy đó. Dạo này bán đỡ hả chị? Cái này ế lắm nè chị ơi. Vậy hả? Sao ế được, cuối năm rồi bà con mình cũng đi chợ thì cũng mua lai rai chứ. Bữa nay là đông đó, chiều quay mấy bữa trước chứ coi nó xịu. Dạ. Dạ không có tiền. Bà con mình trúng số đi lãnh tiền hết rồi. đi quay mấy chợ khác á, cũng ế quá cái mấy chị mấy cô mới nói bà con mình chưa đi chợ đâu còn đi trúng số đi lãnh tiền hết rồi, lát nó về mới đi chợ. Nổ cái gì nổ cái chợ. Không phải tại nó chơi mà. Chứ giờ nói sao giờ, chứ không lẽ ngồi cứ than hoài cũng vậy rồi, cô thấy không? Đó. Cho nên là cũng dạ, thì cũng cứ lai rai vậy đó chứ giờ sao giờ. Chứ giờ không mấy cái mình nói mình chợ ế quá thôi, nghỉ nhà mình cũng phải xài tiền mà. Dạ. Nghỉ nhà. Dạ. Bây giờ hãy nói vắng cái nghỉ nhà cũng đâu có được, nghỉ nhà cũng buồn. Để ngồi chợ đi thấy người đi qua đi lại. Ví dụ mình bán chợ dạo này ế thì mình lấy hàng ít lợi chút ha. Ít lợi chút vậy đó. Đồ ngon quá chừng luôn. Mày đâu ăn đâu. Đó, giá quá trời ngon luôn nè. Giá của ông anh thu gan luôn, ngon lắm luôn, ủ ra là đem ra bán luôn mà chứ không có ngâm nước nha. Không có ngâm nước mà mình không có sợ hư. Đó. Lúc này chỉ bàn giao cho anh luôn rồi, chị không bán luôn rồi. Lát mới lên. Dạ. Lên này bán trước, tao bán chữ sẵn đồ lát. Dạ dạ. Rồi bán lên. Dạ. Bởi vì em nói lần nào em xuống là em cũng ghi hình cái nhà hàng mà giá ngon của anh chị hết trơn á. Cái này nhà mình ủ luôn ha anh. Trời ơi, khéo ghê nói, ha. Như nè, bữa nay là con chiếc này ngủ luôn. Trời ơi, mình ghé cô Thiện Viên mình mua hai cái bó đòn mà cô lại tặng mình, cô không lấy tiền. Dưa muối với lại dưa tươi. Trời ơi, đậu lòng nữa nè. Bây giờ mua gì về ta? Cái này hơn nửa ký rồi. Ở nhà mình còn ra nhãn lòng, đúng rồi. Còn ra nhãn lòng. Còn hủ quá trời ngon luôn. Trời, còn hủ chờ cái xài mình ngon lắm nha cả nhà. Mình lần nào mình đi xuống đây mình cũng mua hết trơn á. Chú ơi, ngò này con mua ít có bán được không chú? Bán cho con 2.000 được không? Về con niêm canh á. Bỏ chung đây cho con luôn đi. Chợ mình không có ngò cả nhà ơi. Mình phải mua ở ngò ở chợ cá xài nè. Đó, bên này rẻ đây. Thì bởi vậy cho nên chợ con người ta không có lấy về bán. Nói là mắc. Nói mắc quá rồi, cho nên là không có lấy về. Con gửi, con cảm ơn nghe. Mua gì con niêm canh.
bất kể mình cứ đi quay chợ này chợ kia, mình thấy cái gì chợ mình không có đó cả nhà cái thì mình mua. Con còn cái rau nhãn lồng ở nhà, bữa nay con ăn cho hết. Đó, rau nhãn lồng. Bây giờ con còn rau ở nhà rồi con làm sao đây? Ăn tiếp mà con ăn hết chứ. Giờ mua ủng hộ cô Tệ tiếp cô ông lọn đi. Mua về cũng bỏ đó chứ chưa có ăn tới nữa. Ăn rau nhãn lồng nữa đó. Dạ cảm ơn. Dạ mở hàng ơi. Dạ nè nè, băng qua đây nè, băng qua đây là tới nè. Thịt heo rồi cá bệnh nhiêu vậy cô? 4.000. Dạ đây. Thôi khỏi thối đi cô. Đây Ngọc ơi, cho tôi hết. Rồi con cảm ơn cô nha. Con không có, con không có hảo tâm giúp cho kênh của con cho nên con không có giúp được bà con nghèo mình gì hết. Bởi vì quay mấy hoàn cảnh rồi mấy năm nay rồi mà mình không có sự hỗ trợ gì rồi mình thì không có khả năng á, cho nên cũng không giúp được bà con gì hết. Chứ con mà có thì trời ơi, con nhớ tới mấy cô liền á, thiệt nhiều lắm. Dạ đó, thì bởi vì tội nghiệp cô quá trời luôn à. Bà con mình nó còn vất vả nghèo khổ nhiều lắm cả nhà ơi. Nhưng mà bởi vì mình nó thì doanh thu của mình cũng hàng tháng cũng rất là ít. Mình cũng không có đủ để xoay sở nữa, mình cũng không có để mà giúp đỡ bà con mình. Đi ghi hình thì mình ghi mình thấy vậy thôi chứ cũng ngậm ngùi lắm, mình không có cái gì để giúp đỡ bà con hết. Thấy thương quá. À, bên đây thì gian hàng đồ chai nữa nè. Ở đây cũng gian hàng đồ chai nữa nè, cũng bán theo ngày rằm thôi chứ ngày thường không có nha. Đó, chợ cái xài mình bán đồ rồi, hàng bông quá trời luôn nha. Ngon lắm. Quá trời luôn cả nhà. Chợ cái xài về cuối năm nha. Bên đây thì bán rau củ đồ la nguyên quá chừng luôn. Còn cái bên phía chợ cá thì ngày ăn tương này thì vắng que, không ai bán hết trơn. Cho nên mình không có đi qua bên đó nha cả nhà. 2kg 16 là 8.000. Trời ơi, bí đỏ gọt sẵn nữa nè, mua về mình khỏi gọt nè. Trời ơi, đồ ngon quá. Đó, đồ hàng bông về cuối năm. Bên đây thì đồ ăn sáng. Và mình nãy giờ mình ghi được mấy phút rồi? Hơn 20 phút. Bông cụ nèo. Cà xanh, cà tím. Me. Rồi chợ cái xài mình quá trời me non luôn cả nhà, mấy chợ khác không thấy có nha, mấy chợ khác hết mùa. Mấy chợ cái xài mình quá trời me non luôn. Mắm dễ xài.
không? Thơm quá. Nay mua gì nụ, mua gì nụ. Chưa mua vợ chứ. Vợ đi quay phim. Đi quay phim ra gai. Dạ hàng mắm thơm lắm nha cả nhà. Mắm giờ cắt gọn lắm, bỏ cái giặt trên á, còn cái còn có chút xíu này để hang, bởi vì nhìn đâu có ra cái đầu mắm đâu. Kia mình đâu có ăn được. Dạ, à cái trên đó, cái sọ đó. Ra giặt cho nó gọn. Dạ. Rồi. Dạ, gọn ha. Dạ. Mình cho nó nhẹ ký nữa. Dạ đúng rồi. Đó, người ta thích mới thích chứ dạ. Còn để theo kiểu kia nó nặng ký mà ăn không được ta không chịu. Mua ở đây của cô không hài đó giờ. Mẹ làm gì vậy? Thôi con đi ngang chút xíu nữa rồi chuyện nào con ấy là con xuống cô. Mấy gian hàng mắm, mắm cải xài mình thơm dữ lắm, ngon quá trời luôn cả nhà ha. Không có thua gì trong Châu Đốc đâu nha. Bà con mình khỏi vô thuốc Châu Đốc gì cho nó xa. Mà đó, chợ cải xài thì mình đi một vòng thì cũng ra tới đây là cũng hết chợ rồi đó cả nhà. Trời, vậy mình để điện thoại nó không rớt. Nó sâu sâu vậy đó. Ừ. Mình để điện thoại nó không lòi lên mình ngồi ngồi đó. Bây giờ nó làm cái quần đẹp quá ha. Ô, quần bát mà lại nó có đính mấy cái hộp đó cũng đẹp. Đính quần trẻ nữa. Mà cái này phải mai phải mang giày cao nha. Cái này mang dép, ừ, mang dép không đẹp. Gian hàng này bán đồ nhiều áo đẹp quá trời luôn, đồ đẹp ha, gian hàng này bán đồ đẹp. Đó. Đồ cho mấy chị em mình diện Tết nè cả nhà ơi, còn có 2 tháng nữa Tết rồi. Còn 2 tháng nữa Tết rồi. Lẹ lắm. Bán con bịch công vụ nhỏ đi. Lần nào đi xuống đây là xuống đây làm công vụ hả? Lần xuống đây làm công vụ à? Mua ba bọc 10.000 đi, bán cái đếp người ta đi. Trời ơi, ăn sao hết mà tới 10.000 như vậy. Xuống con người ta ăn hàng cho dữ vô. Đấy là tụi bạn đang ngồi. Mà bán ở nhà này chị. Cái này nó chuyện măng rồi đó. Tại vì em bán bữa nay ăn không hết rồi chứ. Không chị để cho nha. Bởi vậy tủ lạnh thả chất rồi người tùm lum ở trỏng hết trơn. Cái này là mấy cái là không ăn không mà lại mua rồi cái gì cũng mua ủng hộ đi nè. Chứ có ăn ở nhà còn cái rau nhắn lòng đó. Đó. Cảm ơn chị. Mà cứ mua ủng hộ không gì để nào mua. Ủng hộ em chứ nhà có mình ơn à chứ phải có ai ăn tiếp. Đó mà giờ mua một bịch mình lại cho tới 3 bịch thì nổi không. Thôi con đi nghe. Dạ. Lâu quá rồi chở xuống đây thì bà con cũng yêu cầu quay lại chợ cái xài thành ra rồi xuống đây quay để mà xuống đây là ghé mua cái này. Ở chợ mình nhiều món ngon lắm thành ra là cứ ăn gì là đi tới ghé chợ là mua chợ này mới mua nha chợ khác mới mua. Tại vì bán quen thì chị ăn chị biết đó. Dạ dạ dạ. Với lại cái chợ này chợ kia thì có cái món kia ngon, cái chợ này thì có món này ngon, thí dụ gì đó. Đi ngang là ghé mua à. Cảm ơn chị. Dạ thôi con đi nha. Chợ cái xài mình bán quá trời đồ hàng bông luôn nha cả nhà, ngon lắm nha, rau củ rồi đủ thứ hết trơn luôn nè. Đó. Chanh da cám nó nhiều nước lắm nha. Đó, chanh này là ngon hơn cái chanh gì ta, cái chanh không hạt đó. Trời ơi nhìn nó bự trái đẹp mà về giá không miếng nước nào trơn á. Giá không chết luôn. Hôm trước mẹ mình mua về nửa ký trời ơi giá không có được. Báo 5.000 này coi. Đẹp quá. Kẹp quá trời đẹp. Đâu vô, đâu ra đâu vô nữa. À, một hồi rồi thì mình cũng ra tới mà đầy nữa rồi cả nhà. Thôi thì có lẽ đến đây thôi Kim cũng xin tạm dừng video của mình ha. Rất cảm ơn tất cả cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Ấm Áp Miền Tây ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình vào những clip sau nha. Xin chúc cả nhà mình ngày mới thật vui, thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống ạ. Đặc biệt chúc bà con mình buôn may bán đắt nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.